Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng có kế hoạch tổ chức các chuyến xe công đoàn không đồng đưa công nhân làm việc tại các khu công nghiệp về quê ăn Tết đảm bảo an toàn. Lo ngại dịch Covid-19, nhiều người ở các địa phương khác đến thành phố Đà Nẵng làm ăn sinh sống đã xin trả lại vé tàu xe, hủy chuyến về quê ăn Tết. Trong khi đó, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng có kế hoạch tổ chức các chuyến xe công đoàn không đồng đưa công nhân làm việc tại các khu công nghiệp về quê ăn Tết đảm bảo an toàn. Theo kế hoạch, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức 79 chuyến xe công đoàn không đồng để đưa công nhân làm việc tại các khu công nghiệp khu chế xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về quê ăn Tết, bắt đầu từ ngày 6 tháng 2 tức ngày 25 tháng chạp đến hết ngày 10 tháng 2 tức ngày 29 tháng chạp.